Thiếu tướng Phạm Sơn Dương, con trai duy nhất của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Quý vị và các bạn thân mến, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là vị Thủ tướng đầu tiên của Việt Nam và cũng là người giữ trọng trách này lâu nhất, từ năm 1955 đến năm 1987. Cố Thủ tướng có một người con trai duy nhất là Phạm Sơn Dương, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân, từng là Phó Giám đốc Viện Khoa học Công nghệ Quân sự Bộ Quốc phòng. Để các bạn hiểu hơn về người con duy nhất của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, Chân dung lịch sử mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây. Thiếu tướng Phạm Sơn Dương với nhiều thiệt thòi. Người con trai duy nhất của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là kết quả của tình yêu giữa cố Thủ tướng và bà Phạm Thị Cúc. Thiếu tướng Phạm Sơn Dương ra đời đã sớm chịu nhiều thiệt thòi khi không có được sự chăm sóc đầy đủ của mẹ. Bà Cúc mắc bệnh tâm lý bất ổn và phải ở riêng. Khi mới nề nghĩa vợ chồng, cố Thủ tướng từng hứa với vợ, dù có đi làm cách mạng ở đâu, ông cũng nhất định đưa bà đi cùng. Nhưng sau này, vì điều kiện công việc, vì nhiệm vụ cách mạng, ông đã không giữ được lời hứa của mình với người vợ hiền. Quãng thời gian cố Thủ tướng được chính phủ biệt phái vào Nam, thương hoàn cảnh vợ chồng ông xa nhau, Bác Hồ đã cho phép bà Phạm Thị Cúc vào Nam với chồng. Vì nhớ chồng mà khi đó, bà đã đi bộ vượt Trường Sơn trong 5 tháng ròng rã để vào Nam gặp chồng. Vào đến nơi thì cũng là lúc ông được lệnh ra Bắc. Bà lại vượt Trường Sơn ra Bắc, suy sụp sức khỏe sau những hành trình dài vất vả như thế, lại thương nhớ chồng ngày đêm, bà sinh ra bệnh nửa quên nửa nhớ. Sau một thời gian phát bệnh, bà rơi vào trạng thái trầm kha khiến căn bệnh của bà càng khó lòng cứu chữa. Mặc dù cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã đưa bà đi chữa bệnh ở cả Trung Quốc, Liên Xô, nhưng bệnh tình của bà vẫn không hề thuyên giảm. Khi đó, một số chuyên gia y khoa đầu ngành của nước bạn khi nghe về bệnh tình của bà đã chẩn đoán nguồn cơn căn bệnh của bà là do xa vắng chồng lâu ngày. Họ khuyên đưa bà về Việt Nam để có điều kiện gần gũi với chồng con, với hy vọng nhờ thế mà bệnh tình sẽ thuyên giảm. Ngay theo lời khuyên của bác sĩ, cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng dù bận rộn việc nước vẫn dành nhiều thời gian ở bên vợ, chăm sóc, động viên, gần gũi bà. Nhưng bệnh tình của bà không vì thế mà thuyên giảm. Từ khi về thủ đô Hà Nội năm 1954, do bệnh nặng nên bà Cúc được bố trí ở căn biệt thự trên phố Khúc Hạo. Còn cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và con trai Phạm Sơn Dương thì sống trong phủ chủ tịch. Cách dạy con của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Tuy sống trong phủ chủ tịch cùng với cha, nhưng các chú cùng làm với cha mới là những người trực tiếp dạy bảo Thiếu tướng Phạm Sơn Dương. Dù chỉ mắc chút lỗi, dù mải chơi thôi, nhưng do được cha gửi gắm kỹ nên anh không hề có sự ưu ái nào mà còn bị nhắc nhở nghiêm khắc hơn, thậm chí có khi còn dính roi. Nhà thơ Việt Phương kể, Thủ tướng Phạm Văn Đồng tuy yêu thương con trai nhưng cũng rất nghiêm khắc với con. Khi Phạm Sơn Dương học tiểu học, có lần vì mâu thuẫn, Phạm Sơn Dương đã đánh nhau với một cậu bạn học là con của một người sửa xe ở đầu phố. Cậu bạn học đó cao to hơn Phạm Sơn Dương, nên kết quả là Phạm Sơn Dương bị đánh đau đớn, khắp người xây xước. Khi con trai đi học về, nghe con trai kể lại sự tình, Thủ tướng Phạm Văn Đồng liền cho người đến chuyển lời xin lỗi của ông tới gia đình người thợ sửa xe đó. Người thợ sửa xe đã vô cùng sững sờ và cảm động khi biết con trai mình đánh nhau với con trai của Thủ tướng mà lại nhận được lời xin lỗi từ Thủ tướng. Hôm đó, người thợ sửa xe cảm động nói, con trai tôi nó to con hơn, nó có bị sao đâu, chỉ có con trai của Thủ tướng là bị đau, tôi không ngờ Thủ tướng lại xin lỗi chúng tôi như thế. Là con trai của Thủ tướng đương nhiệm khi đó, nên khi bước vào tuổi trưởng thành, anh Phạm Sơn Dương nhận được không ít lời đề nghị cấp học bổng của các nước bạn. Nhưng Thủ tướng Phạm Văn Đồng từ chối tất cả những lời đề nghị đó. Ông không muốn con trai mình hưởng đặc quyền đặc lợi mà yêu cầu con trai mình phải tự rèn luyện bản thân. Vì thế, thay vì cho con đi học nước ngoài, ông quyết định cho con vào quân đội. Năm lên 16 tuổi, anh Phạm Sơn Dương đi học trường thiếu sinh quân. Do đã được rèn giũa kỹ nên anh đã hòa nhập rất nhanh trong môi trường quân sự. Chính sự nghiêm khắc của cha đã tạo cho anh hành trang để trở thành một người lính kỷ luật. Các bạn đồng học đồng ngũ, không mấy ai biết anh là con trai của Thủ tướng. Đơn vị đi sơ tán, ở nhà dân lại càng không có ai biết xuất thân của anh. Nhà thơ Việt Phương kể tiếp, tuy là con trai của Thủ tướng, nhưng Phạm Sơn Dương sớm được cha mình dạy cho tính khiêm tốn. Phạm Sơn Dương hiền lành, ít nói và rất gắn bó với gia đình bên ngoại. Những người trong gia đình bên ngoại cũng vốn có tính cách khiêm tốn. Được sự dạy dỗ của cha và các cậu, các dì bên ngoại, nên Phạm Sơn Dương rất hiền lành, ít nói. Tôi chưa bao giờ thấy Phạm Sơn Dương cậy thế cha mình là Thủ tướng mà lên mặt với người khác. Lúc sinh thời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người ăn uống rất giản dị, nên con trai ông cũng quen với nếp sinh hoạt giản dị như thế từ bé.
Tôi còn nhớ, hồi đó khi nhà bếp thường nấu gạo ngon cho Thủ tướng Phạm Văn Đồng ăn vì ưu tiên ông bị bệnh dạ dày. Phạm Xuân Dương ăn cùng cha nên đương nhiên được hưởng chế độ đó. Nhưng Dương không hề thích ăn loại gạo ngon này. Cứ mỗi lần đến bữa ăn, Phạm Xuân Dương lại mang bát cơm của mình ra đổi lấy nắm cơm của mấy anh lính bảo vệ. Cơm của lính thì nấu bằng gạo thường, ăn không ngon, nhưng Phạm Xuân Dương lại ăn rất ngon lành. Quãng thời gian đi học, Thiếu tướng Phạm Xuân Dương được đối xử như một học sinh bình thường, chứ không phải là con trai của Thủ tướng. Vì công việc bận rộn, nên khi đó cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng cũng rất ít khi có thời gian lên thăm con. Ông thường nhờ cấp dưới lên thăm và động viên con trai học hành. Khi có thời gian rảnh rỗi hay khi tiện việc đi công tác qua, ông qua thăm con trai ở trường. Nhưng lần viếng thăm nào của ông cũng rất kín đáo, không hề rình rang, nên hiếm ai biết có Thủ tướng ghé qua. Hiểu tính cách của cha mình nên sau này, Thiếu tướng Phạm Xuân Dương cũng sống rất khiêm tốn. Đi sơ tán hay đi làm việc, không bao giờ Thiếu tướng Phạm Xuân Dương nói mình là con của Thủ tướng để tránh nhận được sự quan tâm đặc biệt từ mọi người. Kỷ niệm với người cha kính yêu. Đối với Thiếu tướng Phạm Xuân Dương, tình cảm của cha mẹ thật đáng trân trọng. Theo lời kể của Thiếu tướng Phạm Xuân Dương, chiều chủ nhật hàng tuần, hai cha con lại ra thăm mẹ. Ba thường ngồi rất lâu, cầm tay và hôn lên mái tóc của má. Tuy không nói chuyện nhưng biểu hiện rất yêu quý má. Má tôi cảm nhận được tình cảm đó nên nét mặt vui vẻ, sau đó cùng ăn một bữa cơm gia đình ấm cúng. Đôi khi có thêm các cô, chú trong gia đình bên má hoặc ba đến cùng ăn và nói chuyện cho thêm vui. Tình yêu của ba đối với má trong suốt thời gian qua thật sự thủy chung và rất sâu đậm. Cha luôn tự đặt cho mình những nguyên tắc sống nghiêm ngặt, đặc biệt là lối sống giản dị và việc rèn luyện sức khỏe thường xuyên. Ngày nào ông cũng dậy từ sớm, tập thể dục đều đặn. Những hôm ốm sơ sơ, ông vẫn tập như thường. Tôi đã được cha gọi dậy tập cùng. Sau này khi công việc của một giám đốc, nhiều khi buộc tôi phải thức đến 2-3 giờ sáng. Hôm sau, ba vẫn gọi tôi 5 giờ tập thể dục. Khi đến tuổi xây dựng gia đình, Thiếu tướng Phạm Xuân Dương kết hôn cùng với Minh Châu, một ca sĩ nổi tiếng với nhiều giải thưởng như giải nhất tiếng hát sinh viên toàn quốc 1985, được tham dự Festival Quốc tế học sinh sinh viên lần thứ 12 năm 1985 tại Moscow. Sau khi kết hôn, ca sĩ nổi danh này đã chọn cách sống ẩn mình, lặng lẽ, rời xa ánh đèn sân khấu để toàn tâm toàn ý cho gia đình. Chỉ ước nguyện gia đình mình là một mái ấm bình thường như bao gia đình khác. Hai đứa con của Thiếu tướng Sơn Dương lần lượt ra đời, một trai một gái. Cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng là người đầu tiên bế chúng và đặt tên cho các cháu. Cậu trai đầu lòng được ông nội đặt tên là Hoa ngay từ khi đang còn trong bụng mẹ, dù chưa biết là trai hay gái. Đến khi chào đời, Thiếu tướng Dương hơi băn khoăn. Con trai tên là Hoa nghe có vẻ con gái quá. Cố Thủ tướng nói, nó không phải tên Hoa thông thường mà là Quốc Hoa, bông hoa của Tổ quốc. Cô em gái thì được đặt tên là Quốc Hương. Hai cái tên hàm ý gửi gắm những điều rất sâu sắc. Con trai Quốc Hoa, con gái Quốc Hương có nghĩa là hoa và hương của đất nước. Cũng chính từ tình yêu thủy chung của cha mẹ đã truyền lửa cho cuộc hôn nhân của Thiếu tướng Phạm Sơn với người vợ Minh Châu. Có lẽ cũng là niềm mơ ước của bao người. Với chị Minh Châu, Thiếu tướng Sơn Dương là một người chồng thực sự đáng kính. Khi ra ngoài, anh là tướng, nhưng khi về nhà, anh lại là người chồng hết lòng chăm lo và chiều chuộng vợ. Gia đình hai đứa con xinh xắn ngoan ngoãn là gia tài lớn nhất mà chị đang cố gắng giữ gìn và vun đắp. Trước khi qua đời, Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã dặn dò Thiếu tướng Phạm Xuân Dương. Bà không có tài sản gì để lại cho con, bà chỉ để lại một sự nghiệp để tiếp tục. Bà yêu cầu con chăm sóc má con, chăm lo dạy bảo các con của con mạnh khỏe, ngoan ngoãn, học giỏi, trở thành người có ích cho xã hội, cho đất nước, xứng đáng là người sĩ quan của quân đội ta. Thiếu tướng Phạm Xuân Dương chia sẻ về cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, người cha kính yêu của mình. Đức tính chân thực, tận tụy, bình dị và hết mực yêu thương nhân dân của cha tôi đã luôn thôi thúc và ảnh hưởng lớn đến nhân cách của tôi. Dù thực hiện bất cứ nhiệm vụ nào, tôi cũng nỗ lực hoàn thành tốt. Vâng, đúng hoàn toàn với câu hổ phụ sinh hổ tử phải không các bạn? Một vị thủ tướng chọn đời với sự nghiệp cách mạng, dạy con từ thuở còn thơ với những đức tính đáng trân trọng của một người chiến sĩ cách mạng. Và rồi sự ân cần chỉ bảo đó đã tạo ra cho đất nước một con người với rất nhiều đóng góp lớn lao. Hình ảnh Thiếu tướng Phạm Xuân Dương, người con duy nhất của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã để lại cho bạn những cảm nhận như thế nào? Hãy bình luận ý kiến của bạn xuống phía dưới video và đừng quên đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của Chân dung lịch sử. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.